Bây giờ mình sẽ xả trên cây V này em nhé, xả cây V và chỉnh mắt dòng là 140 để xả đứt, ha, xem coi nó hoạt động như thế nào. Quay hàn hiện tại mình vẫn dùng là 2 ly 4 anh em nha. Hello, xin chào anh em quay trở lại với channel của Phong DIY. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến tất cả các anh em một cái sản phẩm rất là độc luôn, rất là độc và lạ luôn. Cái sản phẩm này rất là mới trên thị trường nha anh em. Ok, đó không phải là cái mũ này nha. Nó làm trong cái hộp này anh em nha. Đây, chính là cái sản phẩm mà hôm nay mình review. Cái mũ này chỉ là khoe với anh em có cái mũ độc thôi nha. Cái sản phẩm này cũng có liên quan đến cái mũ hàn, đồ hàn này nha. Hôm nay mình sẽ sử dụng nó. Đó là phía trong của sản phẩm anh em này, khi anh em mua về bóc ra thì nó sẽ như thế này nha. Đó, link của sản phẩm thì mình sẽ đính kèm phía dưới. À, thông tin của sản phẩm chi tiết thì mình sẽ review cho anh em xem. Đầu tiên đi kèm với cái sản phẩm này nó sẽ có một cái túi bằng vải như thế này. Túi để anh em đựng ở bên trong. Đó, để đựng sản phẩm nha. Mình bỏ cái túi này sang một bên đi ha. Đây chính là sản phẩm nó đây anh em. Phần tiếp theo của nó sẽ là sách hướng dẫn sử dụng. Cái này thì là một cái súng, nhưng mà đối với anh em biết cái này là cái gì. Súng này là cái máy hàn cầm tay nha anh em nha. Máy hàn cầm tay. Đây, tay của mình thì em có thể thấy về cái độ to của nó nha. Có nhiều anh em sẽ bảo là cầm cái này như tập tạ, nhưng mà khi mà mình cầm lên thì thấy nó cũng khá là ok, không phải đến nỗi như mà mình tưởng tượng. Cái đó là mình đánh giá khách quan nha, trên cái phương diện của một người sử dụng chứ không phải là một người bán hàng, bởi vì cái sản phẩm là hiện tại bên mình không có kinh doanh nha, chỉ review sản phẩm cho anh em thôi. Đó, tiếp theo là nó sẽ có một cái kẹp. Đây là kẹp mát này anh em này. Mình nhớ là cái này nó có thể nối dài ra được mà ta, nối dài ra để cầm tay. À đây nè, nó kiểu giống như thế này anh em này. Anh em cũng có thể mua thêm một cái kẹp như vậy nữa để mình hàn ra đây được nha. Ok. Còn cái phụ kiện của nó thì chỉ có nhiêu đây thôi nha anh em. Khi mà mua về thì nó chỉ có nhiêu đây thôi. Lúc đầu thì mình tưởng là nó có thêm một cái dây kẹp mà dây tay hàn nóng nữa, nhưng mà không phải, nó chỉ có một cái tay kẹp mát thôi. Còn đây là cái đầu để mình kẹp que hàn. Nó sẽ có một cái khớp nối như vậy để anh em nối vô bằng cái nối đồng như thế này. Nó làm bằng đồng thì đơn giản bởi vì nó dẫn điện thôi. Cái chỗ này là anh em sẽ xiết cái que hàn vào ha. Xiết cái que hàn vào đây anh em nha. Xịt quay hàn vào đây. Còn hàn như thế nào thì mình sẽ đi vào test thử cho anh em. Mình nghĩ cái này thì nó không có nhiều chi tiết đâu. Đó, các cái thông số của nó thì mình sẽ báo cho anh em nha. Rồi anh em có thể thấy đây là thông số của nó. HS200K. Hãng của nó sẽ là Hanxi. Nghe như kiểu Hanxi á nha. Tất cả trên đây là chữ Trung Quốc hết nha. Điện 220V. Dòng của nó sẽ là tối thiểu từ 15 đến 140A. Như vậy con này mắc dòng tối đa là 140A nha. Công suất của nó sẽ là 3000W, tần số 50 đến 60 Hz. Đó là cái thông số của nhà sản xuất. Về cấu tạo thì ở bên ngoài của nó thì nó làm bằng vỏ nhựa để nó giảm cái trọng tải của nó xuống nha, cầm cho nó nhẹ. Mình cầm trên tay thì cũng khá nhẹ. Con máy này thì mình cân lên thì tổng thể của nó là nặng khoảng 1,2 kg em nhé. 1,2 kg thì em có thể cầm cân thử cái tay của anh em lên, cân lên là biết rồi. Nó phải sắp xỉ 1 kg rồi, thì ký 2 thì nó không có nặng hơn cái tay cầm của anh em bao nhiêu đâu. Còn phía sau của nó thì anh em có thể thấy ở đây thì sẽ là một cái cánh quạt tản nhiệt nha. Quạt này quạt tản nhiệt cho cái sò và IC bên trong. Phía này sẽ là cái núm điều chỉnh dòng nha anh em nha. Nó chỉ có một núm duy nhất thôi. Và nút này sẽ là nút ấn để điều chỉnh. Mình sẽ mò một lúc xem sao. Mình sẽ hướng dẫn anh cách sử dụng nha. Nút này là nút set này. Ok. Giờ mình sẽ đi kiếm cây hàn và mình hàn thử cho anh em xem. Đây là trạng thái của màn hình khi mà anh em khởi động lên này. Cái máy này nó sẽ trang bị một cái màn hình hiển thị OLED nha. Khá là dễ nhìn. Màn hình nhỏ nhỏ nhưng mà các cái thông số hình đây hầu hết nó hiển thị trên đây. Ở đây sẽ cho anh em điều chỉnh cái phần dòng này. Dòng nó hiển thị trên đây. Tối đa anh em sẽ điều chỉnh được tới 140A. Ở phía dưới là nó sẽ hiển thị thông số nhiệt độ của máy này. Cái này thì mình sẽ review kỹ hơn ở phần 2.
Và cái điều mình không thích nhất ở đây mình nói luôn trong cái clip này đó chính là gì? Cái này nó sử dụng tiếng Trung Quốc không anh em? Trung Quốc không nha. Tất cả sẽ hướng dẫn cũng vậy, Trung Quốc hết nên rất là khó để mò. À, đây là cái điểm trừ cho cái sản phẩm này. Mình nghĩ là đây là cái hàng nội địa anh em. Đó là cái nhược điểm của nó. Thì ở phần 2 nha. Phần 2 thì mình sẽ dịch toàn bộ cuốn sách mình sẽ sử dụng, sau đó mình sẽ post ra một cái clip hướng dẫn chi tiết về cách em sử dụng cái phần cài đặt nâng cao này, cũng như là mình sẽ mổ cái sản phẩm ra xem coi bên trong của nó cấu tạo như thế nào. Nên em có nào quan tâm thì có thể vui lòng là mình đăng ký kênh nha. Em nào quan tâm tới phần 2 thì có thể đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo từ channel của mình. Bây giờ em sẽ chuẩn bị test cho các bác xem nó hàn như thế nào nha. Đấy, đây, đây là bên kho của em này. Giao lưu nhanh với anh em cái kho này. Quá trời đồ luôn anh em ơi. Rồi, thôi không mất thời gian của anh em nữa ha. Em đi vào phần test này. Mình hàn trên kẽm này thì để dòng là 78 nhé. Hiện tại mình đang để dòng là 78 và hàn chấm. Còn nếu kéo thì anh em có thể chỉnh lên dòng là khoảng 83, 84 là được ha. Theo thông số từ nhà sản xuất thì con này sẽ có dòng tối đa là 140A. Như vậy công suất tối đa của nó là khoảng 3000W. 3000W thì mình tham khảo sơ qua thì con này hình như nó hàm que là từ 1.4 tới 2.6. Mình nhớ là như vậy. Ở cái này thì mình sẽ tham khảo lại trong phần sách hướng dẫn sử dụng và công bố trong cái video phần 2 nhé. Em nhớ theo dõi video phần 2 cho mình. Đẹp chưa? Chỉnh lên 17.8 rồi. Đấy coi. Quay lại 2 ly mấy ta? 2 ly 4. 2 ly 4 em chỉnh chuẩn 78 này, 78A. 78 hàn loại 1 1 ly 2, kém 1 ly 2. Mỗi hàn nó sẽ như thế này. Đó, các bạn có thể quan sát cái mỗi hàn của nó nha. Rồi ok. Rồi, tiếp giờ, tiếp. Bây giờ ok, máy vẫn mát nha, máy kéo vậy mà vẫn mát. Máy em test thì hơi ấm ấm, nói chung là mát. Đây em sẽ cho các bác xem cái mối hàn nha. Đó là hai đường hàn kéo với một đường hàn dắp mí đó các bác này. Đây nha. Ok. Đúng quê. Đó nhìn này. Rồi tiếp tục. Quê đây là nó nhìn này, 2 ly đâu. 1.42 à? Rồi. Quê này là quê 2 ly 4. 2 ly 4 các bác nhá. Quê 2 ly 4 dòng 100. V bao nhiêu vậy? V này V mấy? Cái này 21 hả? Ờ. Nó à, không tiếp xúc được. Nó cứ mà sơn.
Kéo vậy mà đâu có nóng mấy đâu mà ấm ấm thôi. À, máy hơi ấm các bác nha, kéo mà máy hơi ấm, nói chung là cầm tay cứ thoải mái vậy, không có nóng gì hết. Nhiều bác thì bảo cái này tập tạ, nhưng mà trải nghiệm rồi biết thì nó bình thường, nó phải nhẹ mà, không phải khen nhưng mà được. Nói chung là các bác nào có máy hàn rồi sắm thêm một con nữa để nó làm gì? Nó nhẹ như các bác cầm cái que hàn loại mà nặng nặng. Đúng rồi, nó chỉ bằng cái tay hàn đó. Tại vì biết sao cái tay hàn kia là vì cái dây kia nó cao quá, nó nặng, các bác cầm lên cao nó nặng kinh khủng lắm. Còn cái này thì cái dây nó nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ là thôi. Ok. Đó. Rồi chờ tí. Bây giờ sẽ là xả 21 này các bác ạ. À. Em chỉnh tối đa dòng 140A luôn nha. Chỉnh tối đa 140A luôn. Ok. Giờ sẽ xả đứt nha. Test thử cái xả đứt xem sao. V nha. V5. V5 các bác nhá. Test thử xả đứt trên V5. Ok. Cái V5 mà một cây loại 18kg đó. Bây giờ mình sẽ xả trên cây V này em nhé. Xả cây V và chỉnh mắc dòng là 140 để xả đứt ha. Xem coi nó hoạt động như thế nào. Que hàn hiện tại mình vẫn dùng là 2 ly 4 anh em nha. Hết que rồi. Nóng. Bắt đầu cũng hơi ấm thôi. Được rồi. Đẹp không? Đứt. Đây các bác nha. Dòng tối đa 140A xả đứt trên V mấy ta? V5 loại 18kg. V5 18kg một cây. Que này là que 2 ly 1 à? 2 ly 1 que xả mà. 2 ly 1 que xả này các bác à. Đây sẽ bò cái mối kéo cho bác xem nha. Rất chi là cân đối, rất chi là đều. Nó chia đều. Rồi. Đó. Quay sát cho bác xem nha. Đây là 2 đường kéo trên cây 5 ly. Ok các bác. Cái này là để cho các bác đánh giá thôi nha. Còn cái mối hàn đẹp hay xấu nó còn tùy thuộc vào tay cái người thợ hàn, cũng như là cái máy nó sử dụng bền hay không, một phần là do các bác nữa nha. Ok, chắc chắn tới đây thì sẽ có rất là nhiều anh em thắc mắc, cũng như là sẽ comment là ở cái này nó to và nặng đúng không, nhưng mà trên thực tế thì so với một chiếc máy hàn cầm tay thì đây mình nghĩ là nhỏ rồi, và cái độ nặng thì em cứ yên tâm, nó khá là nhẹ, bởi vì cái cân nặng của nó em có thể ước lượng xem. Mình đã báo cân nặng em rồi nha, cân nặng thì nó cầm như tay thì cảm giác nó thoải mái thôi, không quá nặng như em nghĩ đâu. Cái này thì như em thấy là nó khá là nhỏ gọn, cầm tay mà, thì anh em có thể làm ở những cái công trình trên cao, làm phụ thôi nha. Vậy cần mình làm những cái que hàn từ 2 ly 6 đổ lại á, vì cái này công suất tối đa nó cho chạy que 2 ly 6. Thì những em nào mà cần những cái mối hàn mà cần que hàn từ 2 ly 6 chạy xuống mà mình làm trên cao á, thì em có thể dùng con này, nó tiện hơn. Còn khi mà làm việc dưới đất thì anh em cứ làm máy chính như bình thường, thì con này thì nó tiện cho việc anh em làm trên cao ha. Ok, như vậy thì mình mới hoàn thành xong cái phần review nhanh và đánh giá cái máy hàn Hansi 140A 3000W. Ở video này thì mình hướng dẫn nhanh thôi em nhé. Còn phần 2 chi tiết thì anh em có thể vui lòng mình đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi video phần 2 của mình. Em nào có thắc mắc thì có thể vui lòng comment phía dưới, mình sẽ giải đáp cho anh em. Phần thông tin mô tả của sản phẩm về đường link sản phẩm thì anh em có thể xem vào phần mô tả của video, mình có đính kèm đường link cho anh em để anh em tham khảo giá cũng như các thông tin về sản phẩm anh em nhé. Đừng quên bấm like và share video này em nhé. Nhà yêu quý Phong Lưu Quay thì đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ channel của Phong Lưu Quay. Tất cả mọi anh em, xin chào và hẹn gặp lại.